cái gói 14.000 pơn này của mình này, cái gói này này, không phải là có nghĩa 14.000 pơn này này, mình bán với cái giá 900.000 thôi. Đấy là với anh em mua nhiều, anh em mua ít thì là 1 triệu. Có gì ủng hộ mình. Bây giờ mình sẽ mở thử cái hòm 3.900 này cho anh em xem thử nhé. Tất nhiên là bảo hành ác rồi, ác của mình chơi đây. Hòm này được một cái legendary, một cái mảnh legendary 9 cái mảnh epic, một đồ epic, 9 đồ đồ rare, có thể tốt hơn. Chúc các bạn may mắn.